Các bạn đang nghe truyện Trùng Sinh Thường Ngày Tu Tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 583, ánh sáng mới 2. Vương Long Long nói, Trương Trì lần này chắc chắn xong đời rồi. Giáo viên chủ nhiệm lớp can thiệp, còn làm náo động cả lớp. Nói rồi, Vương Long Long nhìn ra ngoài, hành lang vẫn còn nhiều học sinh đứng chờ để tính sổ với Trương Trì. Vào tiết học đầu tiên của buổi sáng, Trương Trì vắng mặt. Mọi người đều biết có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, bất ngờ loa phát thanh của trường vang lên tiếng rè rè. Học sinh lớp 8 ngạc nhiên, ngay cả cô giáo Quách Nhiễm đang chuẩn bị rời khỏi bục giảng cũng dừng bước. Không chỉ lớp 8, cả trường trung học số 4, hàng ngàn học sinh đều nghe thấy. Sau đó loa phát thanh phát ra giọng nói, ngày ngày 15 tháng 4 năm 2014 học sinh lớp 10 phần 8 trương trì và học sinh lớp 10 phần 9 nghiêm thiên bằng đã lắp đặt bộ định tuyến tại trường, sử dụng máy tính đa phương tiện và thu phí từ các học sinh khác, tổng lợi nhuận là 513 đồng. Hành vi của các bạn đã vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý của nhà trường, gây ảnh hưởng xấu, hiện tại sau khi xem xét, nhà trường quyết định cảnh cáo học sinh trương trì và nghiêm thiên bằng một lần, hy vọng các học sinh khác lấy đó làm gương. Lâm Tử Đạt, tuyệt quá! Lê Thi, ba đồng xem được một màn kịch, không phí chút nào. Triệu Hiểu Phong chạy đi thông báo cho mọi người. Đang khải tuyền, quá đỉnh. Cô giáo quách nhiễm nhìn học sinh lớp 8, không tin nổi, ta không nghe nhầm chứ, học sinh lớp mình sao, Trần Tư Vũ nói, đúng vậy, chính là học sinh lớp chúng ta. Đỗng Thanh Phong vẻ mặt nghiêm trọng, chúc mừng ủy viên thể dục trương trì của lớp chúng ta, đã mang lại vinh dự cho lớp 8, vỗ tay nào, đập đập đập, ngô tiểu khải vỗ tay theo, Thôi Vũ cũng vỗ tay, trong lớp vang lên tiếng vỗ tay lác đác. Cô giáo Quách Nhiễm nghĩ rằng lớp 8 có lẽ bị điên thật rồi, bèn kẹp cuốn sách giữa cánh tay và rời đi. Thông báo này có sức ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả Dư Văn, người thường thích nói về các ngôi sao, cũng nhân cơ hội này bàn luận với Hoàng Trung Phi, lớp trưởng, người nghĩ trợ cấp khó khăn của Trương Trì có bị hủy bỏ hay không nhỉ? Hoàng Trung Phi đang định trả lời, thì một bóng dáng âm trầm bước vào lớp trong lòng trương trì chất chứa cơn giận, hắn bị trưởng khoa tác vài cái, bị thông báo cho phụ huynh, trợ cấp khó khăn bị hủy bỏ, điều quan trọng là số tiền kiếm được từ việc bán bộ định tuyến cũng bị tịch thu toàn bộ. Tất cả mọi thứ, đều mất hết. Trương trì không cam lòng, giận dữ, hắn đứng trên bục giảng, đối chất với mọi người. Không khí trong lớp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bút của Trần Kim cọ sát trên giấy phát ra âm thanh xào xạc. Ai đã nhìn thấy bộ định tuyến của ta? Trương Trì chất vấn. Ai đã nhìn thấy nó? Trương Trì cầm cục tẩy bảng. Không ai trả lời. Hắn bỗng nhiên bùng nổ, gào lên giận dữ, khốn nạn. Ai đã nhìn thấy bộ định tuyến của ta, tiếng hét giận dữ lan khắp cả lớp, đó là tiếng gào thét đến cực điểm. Bàn Kiều đang tô son, bị tiếng hét làm giật mình, tay run lên, son dính lên mặt. Nàng đập thỏi son xuống bàn hét lên, ngươi hét to như vậy để làm cái thá gì, bàn kiều hét còn lớn hơn trương trì, suýt làm điếc tai người bên cạnh. Tống Thịnh đang ăn thịt bò khô, bị giật mình suýt nghẹn. Tống Thịnh nổi giận, ăn miếng thịt cũng không được yên, hắn đập miếng thịt bò xuống bàn, hét lên, nếu muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi, bàn kiều, liên quan gì đến ngươi, trương trì cầm cục tẩy đập mạnh lên bàn giảng, gân xanh trên trán nổi lên, mặt hắn méo mó, câm miệng, nghe ta nói, bàn kiều gào lên còn to hơn, ta bảo ngươi nói nhỏ giọng thôi, tống thịnh lớn tiếng cảnh cáo, khốn nạn, các ngươi ra ngoài hết, im lặng hết cho ta, ta đang nói mà. Trương Trì gần như hết đứt cả cổ họng. Ba người vì tiếng ồn mà trước mặt cả lớp, gào thét cãi nhau. Tiếng cãi vã không ngừng, không ai chịu thua, ba bên cãi lộn, lớp học đầy tiếng sấm chớp của họ. Học sinh xung quanh bịt tai, khuôn mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hoàng Trung Phi lên tiếng bảo họ đừng cãi nữa, nhưng giọng hắn quá nhỏ, không thể lấn át được khí thế của ba người. Ba loại âm thanh hòa vào nhau, gần như không có khoảng trống. Học sinh cuối lớp Vương Long Long muốn nói chuyện với Mã Sự Thành, hét lên, Mã Ca, chuyện gì thế, Mã Sự Thành lớn tiếng, đừng hỏi nữa, ta cũng không hiểu. Dùng âm lượng xé gan xé phổi để cãi nhau, rất tốn sức, chưa cãi được bao lâu, cả ba đều mệt ra bã. Tống Thịnh ngồi xuống ăn thịt bò bổ sung thể lực. Bàn Kiều ăn viên kẹo kiểm soát đường để giảm cân. Giọng Trương Trì đã khàn, cố gắng lấy hơi, rốt cuộc ai trộn bộ định tuyến của ta, Đổng Thanh Phong ngạc nhiên, bộ định tuyến của ngươi không gắn ở lớp 8, thế thì ngươi nói cái chuyện quá gì ở đây vậy, Mạnh Quế, học sinh lớp ta, không thể nói gì khác được, chất lượng quả là tuyệt vời ông mặt trời. Đang Kiều đứng cạnh bục giảng, lòng cảm tình với Mạnh Quế tăng lên một chút hắn âm thầm quyết định, nếu vật phẩm của Mạnh Quế có giá trị dưới 30 đồng, thì hắn sẽ không động tay. Trương Trì ban đầu chỉ muốn trút giận, qua lời hắn nói, cũng không còn chỗ để xả. Trương Trì nghĩ đến tương lai, cảm thấy vô vọng từng đợt. Giờ đây con đường kiếm tiền từ bộ định tuyến đã bị khóa chặt, còn nợ nhiều như vậy, hắn làm sao để vượt qua nổi đây, Trương Trì tuyệt vọng, chỉ cảm thấy tương lai một màu xám xịt, lớp học này cũng không còn sáng sủa nữa hắn như một cái xác lết về chỗ ngồi trong mắt không còn tia hy vọng nào cả ngồi suốt cả tiết học bạn học xung quanh thấy hắn như vậy thì đều tránh xa trương trì nghe thấy những lời bàn tán thấp thoáng cùng ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua những ánh mắt đó đau đớn sâu sắc nhớ lại vinh quang ngày hôm qua nhìn lại cảnh ngộ hôm nay từ đỉnh núi rơi xuống vực sâu trương trì hận hắn hận kẻ trộm bộ định tuyến hận không thể lột da róc thịt đối phương. Trong lúc tuyệt vọng và oán hận đó, một bóng dáng xuất hiện trước mặt Trương Trì. Đó là một nụ cười hiền hậu chân thành, mặc đồng phục học sinh bình thường, cho cảm giác rất thật thà dễ mến. Đang kêu nói, Trương Trì. Trong giọng nói không có sự thông cảm, trong mắt hắn là ánh sáng kiên định. Trương Trì vừa nhìn thấy Đang kêu, lòng cảm thấy phấn chấn trong chốc lát, sau đó lại chìm xuống. Đang kêu, cuộc sống giống như một hộp sô cô la ngươi không bao giờ có thể biết được miếng tiếp theo có hương vị gì câu nói này trương trì đã từng nghe qua lúc đầu nghe không có cảm giác gì bây giờ trải qua những chuyện này nghe lại có một sự đồng cảm mạnh mẽ ai có thể nghĩ rằng ta trương trì lại rơi vào cảnh ngộ như vậy được chứ trương trì nở nụ cười chua chát đang kêu lấy ra một thanh sô cô la đặt lên bàn nói nếm thử đi trương trì cúi đầu nhìn đó là một thanh sô cô la đô vờ vị nguyên bản, hắn biết một thanh sô cô la này có giá 6 đồng. "Đang Kiêu, ngươi thật sự tặng sô cô la này cho ta sao?" Trương Trì không dám tin, loại sô cô la này đối với hắn mà nói là một món xa xỉ phẩm. Đang Kiêu cười nói, "Không, đây là sô cô la của ngươi." Đang Kiêu đã lấy đi 12 chiếc bộ định tuyến, tối hôm đó bán mỗi chiếc được 20 đồng, tổng cộng kiếm được 240 đồng. Một thanh sô cô la hắn vẫn có thể mời được trương trì chỉ nghĩ hắn đang trêu đùa để an ủi mình trương trì xé mở thanh sô cô la cắn một miếng sô cô la rất ngọt không hề đắng chút nào vị ngọt dần dần làm dịu trái tim tổn thương của hắn hắn ăn sô cô la từng miếng lớn nỗi đau khổ trong lòng dần tan biến đang kêu nói trương trì ngươi là người có ý tưởng nhất mà ta từng gặp ngươi nhất định sẽ thành công thôi trương trì ăn xong thanh sô cô la dù là người lạnh lùng đến đâu thì trên khuôn mặt cũng hiển lộ vẻ ấm áp hắn không vứt bỏ vỏ sô cô la mà cẩn thận gấp lại đặt vào túi dự định giữ làm kỷ niệm hắn gần như rơi nước mắt mà thề vô cùng chân thành nói n, -n tình hôm nay ngày sau nhất định sẽ đền đáp đang kêu đáp ta sẽ chờ ngươi trời dài đất rộng biển trạng đá mòn ta nhất định sẽ chờ ngươi nói xong đang kêu rời đi tựa như gió vương long long thấy đang kêu rời đi hắn hoàng hồn lại lo lắng nói mã ca bây giờ chuyện bộ định tuyến bị trường biết rồi sau này chúng ta làm sao đặt bộ định tuyến được đây sau vụ của trương trì nhà trường chắc chắn sẽ tăng cường quản lý máy tính đa phương tiện đặt bộ định tuyến sẽ rất dễ bị bắt quả tang mã sự thành lật quyển từ điển tiếng anh không cần lo lắng đâu vương long long mã ca ngươi có cách hay sao mã sự thành nhìn quanh một lượt thấy không ai chú ý hắn rút từ túi quần ra một thứ nhỏ Vương Long Long cầm lấy ngắm nghía, nghi hoặc hỏi, "USB ư?" Mã Sự Thành mỉm cười, "WiFi di động, chỉ cần cắm vào máy tính, có thể dùng như bộ định tuyến." Vương Long Long ngạc nhiên, "Còn có loại công nghệ cao như thế này hay sao?" Mã Sự Thành, "Học nhiều, biết nhiều thôi." Nhưng Vương Long Long lại lo lắng, "Mã ca, thứ này tuy ẩn nhưng một khi cắm vào, WiFi chắc chắn bị phát hiện, mọi người đều có thể nhìn thấy được trên màn hình." Mã sự thành tự tin giảng giải, ngươi biết chức năng SSIG không? Chỉ cần vào giao diện quản trị, tắt SSIG đi, Wi-Fi sẽ không hiển thị ra ngoài, người khác không thể thấy được, chỉ có ta mới kết nối được, thấy được thôi. Lúc đó, ta sẽ dùng chức năng rút để xóa biểu tượng Wi-Fi trên điện thoại. Vương Long Long nhìn Mã Sự Thành nói thao thao bất tuyệt, ngỡ ngàng, chúng ta triển luôn đi, Mã Ca thật đại tài mà, thứ ba, tiếp tự học tối. Lớp trưởng Hoàng Trung Phi lại cùng với lớp trưởng lớp 9 và lớp 10 tham gia hội nghị lớp. Không biết vì sao, tối nay trong lớp có vẻ hơi ồn ào. Số học sinh nói chuyện nhiều hơn bình thường. Đèn huỳnh quang dạng dải trên trần nhà, cố gắng phát ra ánh sáng sáng ngời, chiếu sáng cho phòng học giống như ban ngày. Vương Long Long nói, "Mã ca, tăng độ sáng lên đi, nhìn mỏi mắt quá." Mã Sự Thành nói, "Sắp hết pin rồi." Vương Long Long lục lọi trong hộp bàn lấy ra một cục pin, cái này đầy điện. Điện thoại thông minh bây giờ không có sạc nhanh, nhưng thay pin rất tiện, chỉ cần tháo pin ra là được, điện thoại của Mã Sự Thành có 3 cục pin dự phòng. Khương Ninh cầm sách vật lý trung học phổ thông, những kiến thức trong sách không khó hiểu lắm, chỉ là những quy tắc vật lý cơ bản, nhưng càng đơn giản, càng có thể biến tấu nhiều kiểu. Tiết Nguyên Đồng ngồi cùng bàn đang ngủ tỷ tỷ trần tư tình quay sang hỏi khương ninh đại hội thể thao ngươi đăng ký môn nào chưa các hạng mục chào mừng kỷ niệm thành lập trường dần được công bố lớp trưởng có bản đăng ký tham gia các hoạt động gần đây liên tục có học sinh đăng ký khương ninh nói vẫn chưa trần tư tình suy tư nói khương ninh sức bật của ngươi rất tốt ta cảm thấy ngươi có thể chạy nước rút trăm mét bạch vũ hạ đột nhiên xoay người hỏi làm sao ngươi biết hắn có sức bật tốt trần tư tình ngạc nhiên trong chốc lát sau đó bình tĩnh trở lại nàng đương nhiên nói chẳng lẽ ngươi không biết chuyện trước đây của khương ninh à nàng hơi ngượng ngùng như thể ngại đề tập trực tiếp khuôn mặt xinh đẹp của bạch vũ hạ bình tĩnh như nước ánh mắt nhìn thẳng chuyện gì trần tư tình lúng túng vài giây mới nói thì là đánh nhau chứ gì luôn cảm thấy nói trước mặt khương ninh rằng hắn đánh nhau giỏi là điều rất ngượng ngùng nhưng một khi đã mở lời lập tức như vỡ đập nước tràn xuống chính là Khương Ninh đá bay người ta. Trần Tư tình khoa tay múa chân, cho nên nói sức bật của Khương Ninh rất khủng khiếp, nếu chạy nước rút trăm mét, nhất định có thể giành được giải thưởng. Bạch Vũ Hạ nói, đừng quên còn có học sinh ban thể dục. Giọng của nàng như suối trong, nhưng nghe vào tai Trần Tư tình lại có vẻ đặc biệt nặng nề. Đúng vậy, còn có học sinh ban thể dục. Trần Tư tình lặp lại. Học sinh ban thể dục trường tứ trung, hàng năm có không ít học sinh thi đổ vào các trường thể thao hàng đầu. Thật ra Trần Tư Tình không hiểu lắm về học sinh ban thể dục, luôn nghĩ họ cao thượng, luôn coi họ là cao thượng, trong lòng nàng, học sinh ban thể dục là ngôi sao thể thao trong quảng cáo, mạnh mẽ, rắn rỏi. Nàng tự nói tự an ủi, hay, không sao, nếu như Khương Ninh tham gia, cũng không kém gì học sinh ban thể dục đâu nhỉ, Bạch Vũ Hạ nói, Khương Ninh có thể thử chạy cự ly dài, Sức bền của hắn rất tốt. Ánh mắt Trần Tư Tình kỳ lạ, sâu kín nói, làm sao ngươi biết hắn có sức bền tốt? Khương Ninh nghe mà nhíu mày, sao hai người này nói chuyện cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ? Bạch Vũ Hạ nhìn Khương Ninh một cái, bình tĩnh giải thích, mỗi lần hắn bưng nước đều là hai thùng một lần, từ phòng nước mang lên lớp nhưng không hề hụt hơi, chắc chắn sức bền của hắn rất tốt. Trần Tư Tình nghe nàng nói, cúi đầu nhìn xuống, thấy Tiết Nguyên Đồng vẫn đang ngủ nàng gật gật đầu tin lời bạch vũ hạ khương ninh sức bật và sức bền của ngươi đều tốt đăng ký thêm mấy hạng mục nhất định sẽ đạt được thành tích tốt trần tư tình cổ vũ để xem sao đã khương ninh không có nhiều ý kiến trần tư tình nói nghe nói đại hội thể thao lần này không chỉ có hạng mục thông thường mà còn có rất nhiều hoạt động thú vị khác nữa đúng vậy có cả kéo co nữa khương ninh nói kéo co ư trần tư tình kinh ngạc nói lần cuối cùng ta kéo co là hồi tiểu học lận đó mấy người lại nói thêm một lúc về đại hội thể thao trong lúc đó đan khải tuyền ở bên kia sông đã sớm chú ý tới hắn thấy mọi người xung quanh cũng đang nói chuyện bèn dứt khoát thò đầu lại đây mấy người đang bàn về đại hội thể thao hả lần này ta đăng ký chạy nước rút trăm mét và chạy tiếp sức đấy đan khải tuyền khoe khoang nói Trần Tư Tình hỏi, môn chạy tiếp sức cần bốn người phải không? Đúng vậy, ta, Nam Ca, Vương Long Long và Mã Sự Thành. Lúc đang Khải Tuyền đang nói, thần thức Khương Ninh khẽ động, bỗng nhận ra bất thường. Lớp 8, tiếng bàn tán vẫn ồn ào náo nhiệt. Bỗng nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên. a à, kia, kia, các ngươi mau nhìn bên kia. Lưu Kỳ Kỳ thét chói tai, tay chỉ xuống đất. Nơi đó có một bóng đen vụt qua rất nhanh. Quách Khôn Nam, đậu má. Chuột, một con chuột lớn đen thui, nhanh chóng từ nền xi măng phòng học chạy qua. Phạm là bạn học nhìn thấy đều kinh hãi. Chuột. Một con chuột to như vậy. Bất cứ nơi nào con chuột đi qua, đều nhấc lên phong ba cực lớn. Phản ứng của nữ sinh càng dữ dội hơn, tiếng hét chói tai vang lên không ngừng, khiến cả lớp học trở nên vô cùng hỗn loạn con chuột chạy đến chỗ đang khải tuyền, hắn cũng hoảng sợ. Đừng nói nữ sinh sợ thứ này, nam sinh cũng sợ. Một con chuột đen thui, hình dạng thô kệch, phần lớn mọi người phản ứng đầu tiên là sợ hãi, sau đó là ghê tởm, chứ không phải là chuột cu te. Đang khải tuyền nhoáng cái né tránh theo hướng con chuột chạy tới. Con chuột dọc theo chân ghế của hắn, chui vào giữa những dãy ghế liền nhau trong lớp học, một trận la hét vang lên cùng với tiếng lộn xộn của bàn ghế. Bàn Kiều đang ăn kẹo, nàng là nữ trung hào kiệt, nhưng sâu trong nội tâm, cũng từng có một trái tim thiếu nữ. Nhìn thấy con chuột chạy tới dưới chân, sợ tới mức hét to một tiếng, a, à, không biết lấy sức từ đâu, thân hình to lớn nhảy phát lên, như quả bóng rổ, trong nháy mắt đã ngồi lên bàn. Hai cánh tay của Ngô Tiểu Khải bị lắc đến mức vẫy loạn trong không trung. Cùng lúc đó, Vương Yến Yến, Trương Nghệ Phỉ, Lý Thắng Nam, tất cả đều lùi ra sau liên song thịnh cũng leo lên bàn. Sau đó, đám người du văn sợ tới mức hết chói tai, miệng la lên, mau đuổi nó đi, đuổi nó đi, con gái làm sao chịu nổi cảnh này, Đổng thanh phong sợ hãi vài giây, quan sát hướng đi của con chuột, chuẩn bị đuổi nó ra ngoài để những bông hoa của lớp học không trung lẫy bẫy nữa. Giữa lúc hỗn loạn, chỉ có một mình Trần Kim, ngồi dưới hiên nhà, chuyên tâm đọc sách. Chuột, Trần Kim cười lạnh, đừng nói là chuột, ngay cả hổ cũng đừng hòng cản trở hắn làm bài. Con chuột này dường như không tìm được đường ra, cứ chạy loạn trong lớp. Vương Long Long, chết tiệt. Mã ca, sao lại có chuột? Mã sự Thành nói, bãi rác của trường ngoài trời, có chuột không phải là chuyện bình thường sao? Quách Khôn Nam lo lắng nói, mặc kệ nó từ đâu tới, bây giờ làm sao bây giờ? Thứ này thật đáng sợ. Hắn là người nông thôn, trước đây từng dùng bẫy chuột để bắt chuột, nhưng không có nghĩa là không ghét thứ này bây giờ chuột đang chạy loạn trong lớp không có dụng cụ thật khó bắt mã sự thành không chút hoảng hốt hắn hét lên hồ quân không phải ngươi thích mấy thứ kỳ quặc này sao vương long long nói đúng đúng quân ca còn từng khoe nuôi chuột nữa ngươi chắc chắn rất am hiểu đi xông lên nào hồ quân như một đại bóc tối thượng hắn nở nụ cười từ từ đứng dậy thản nhiên nói giao cho ta đi ta sẽ áp ảnh nó lên nhóm lớp đúng lúc lớp trưởng đang đi học chắc chắn không có thời gian quan tâm đến nhóm lớp hắn có thể thỏa sức khoe chiến lợi phẩm của mình hồ quân xoa xoa tay đứng dậy khỏi ghế hắn sẽ sẽ cho mọi người thấy thế nào là cao thủ bắt chuột con chuột chạy tán loạn chạy tới gốc tây nam phòng học nơi này chính là chỗ của khương ninh trần tư tình sợ hãi bạch vũ hạ vôn luôn bình tĩnh lúc này sắc mặt cũng hơi trắng bệch theo phản xạ tự nhiên muốn tránh trong lúc sợ hãi Bạch Vũ Hạ chợt nhận ra Tiết Nguyên Đồng vẫn còn đang ngủ, trong mắt nàng vô cùng kinh ngạc. Lúc này rồi mà nàng vẫn có thể ngủ được sao, Khương Ninh mặt không chút thay đổi, hắn đã bố trí trận pháp xung quanh Tiết Nguyên Đồng, không chỉ có thể an thần cách âm, mà còn có tác dụng phòng hộ. Chỉ cần nàng muốn ngủ, nàng có thể ngủ liên tục. Hồ quân ở hàng ghế sau, bước từng bước không nhận ra, chậm rãi tiến về trước. Hắn đến, hắn chinh phục, nhưng, có những lúc, mọi chuyện không diễn ra theo logic đan khải tuyền sau cơn hoảng loạn ban đầu đã nhanh chóng bình tĩnh lại tim hắn đập thình thịt đập rất nhanh hắn sợ sao con chuột kia thật lớn đen thui nếu bị cắn chắc chắn phải đi bệnh viện tiêm phòng tất nhiên hắn sợ rồi nhưng trong lúc nguy cấp đan khải tuyền cũng nhìn thấy một tia hy vọng bạch vũ hạ rất sợ hãi động tác rất nhỏ của nàng để lộ ra nỗi sợ hãi của nàng nàng nhíu mày hai tay nắm chặt một cái nhíu mày một nụ cười của nàng trong mắt đan khải tuyền đều đẹp đến nao lòng làm sao hắn có thể nhẫn tâm để nàng sợ hãi được chứ trái tim đan khải tuyền đập nhanh hơn giống như tiếng trống mùa đông giờ phút này hắn như nghe thấy tiếng trái tim rung động vang vọng trong tai như tiếng sấm sét máu cả người hắn dồn lên mang theo sức mạnh vô tận đan khải tuyền nắm chặt nắm đấm sự nhát gan sợ hãi của hắn toàn bộ biến mất Thay vào đó là lòng dũng cảm, công chúa, kỵ sĩ của người đã đến, Đan Khải Tuyền khóa chặt con chuột, hắn di chuyển, bước từng bước đến hành lang. Phía sau hắn là những bạn học bởi vì sợ hãi, tránh né chuột, trước mặt là Bạch Vũ Hạ, người con gái hắn yêu mến. Giữa lúc nguy hiểm, hắn là nghịch hành giả của thời đại, tên hắn là Đan Khải Tuyền, trên đời này, ngoài ta còn ai, phía sau vang lên tiếng la hét hoảng loạn, rất ồn ào, nghe ở trong tai Đan Khải Tuyền chỉ có thương hại. Người không chiến thắng được sợ hãi, đều nhu nhược như vậy. Mà hắn thì khác. Đang khải tuyền bước ra một bước, trong lòng thầm niệm, hãy để ta kết thúc tất cả. Hắn khóa chặt con đường con chuột đi tới, chân phải mang theo sức mạnh vô song, hung hăng dẫm xuống, cú đá này vừa nhanh vừa chuẩn, mạnh mẽ vô cùng, giày thể thao cứng cáp dán xuống, ầm. Lại một chân dẫm trúng chuột, con chuột tung hoành trong phòng học này, vậy mà bị hắn dẫm ở dưới chân. Những ai nhìn thấy đều kinh hãi. Vương Long Long hét lên, đậu má, con chuột bị tuyền ca của ta dẫm chết rồi, quách không nam, khải tuyền quá trâu bò, chỉ một cú đá, cái gì? Du văn từ phía trước vòng qua. Đám giang Á Nam lại gần xem náo nhiệt, hơn một nửa bạn học vây quanh, đang khải tuyền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, giờ phút này, không có bạn học nổi tiếng nào có thể lấn át hắn. Vương Yến Yến nhìn chân đang khải tuyền, ngươi dẫm trúng chuột rồi, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Hoàng Ngọc Trụ nói, Đổng Thanh Phong, đã chết chưa, trên mặt đang khải tuyền nở nụ cười chiến thắng, đã chết rồi. Lời này vừa nói ra, hồ quân suýt chút nữa đã hòa khóc, chuột nhắc của hắn, lòng bàn chân đang khải tuyền dùng sức đè xuống, một vệt máu loang ra trên sàn nhà. Hắn hài lòng nhấc chân lên. Con chuột chết thảm trên nền xi măng, Cảnh tượng đó khiến người nhói lòng. Xác chết thật đáng sợ. Mã Sự Thành cầm lấy chổi, quét con chuột vào hốc rác, cắt ngang tầm nhìn của mọi người. "Được rồi, được rồi, giải tán đi." Mã Sự Thành cầm hốc rác, đổ vào thùng rác. Du Văn trở lại chỗ ngồi, hét với cả lớp, "Hôm nay ai đổ rác đây, nhanh đi vứt rác đi." Chỉ nghĩ đến việc bên trong có chuột là ta đã buồn nôn rồi. Cả lớp nhìn nhau, Du văn lại hét, nay ai đổ rác, tự giác đi, Dương Thánh quay lại nói, chẳng phải nay ngươi đổ rác sao, Du văn ngớ ra, nàng nghĩ nghĩ, đúng là nàng thật, Du văn xấu hổ muốn chết, bạn học xung quanh nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc. May mà lớp trưởng không có ở đây. Nàng nghĩ. Trầm Thanh Nga nhìn sắc trời bên ngoài, đã rất tối, nàng chủ động nói, văn văn, chúng ta cùng đi đi. Tâm trạng Du Văn nhẹ nhõm rất nhiều, thanh nga quả là bạn tốt nhất của nàng luôn sẵn sàng bên cạnh nàng nếu không chỉ có mình nàng tuyệt đối không dám vứt rác phòng học lại yên tĩnh trở lại mọi người nhớ lại chuyện nãy không khỏi nhìn đan khải tuyền với cặp mắt khác xưa trần tư tình nói đan khải tuyền vừa rồi ngươi rất đẹp trai ha ha đẹp trai không đan khải tuyền không quen bị người khác khen nhất là nữ sinh cả người hắn bỗng chốc trở nên lúng túng nhưng hết lần này tới lần khác lại sướng vô cùng. Đan Kiêu cũng nói, Khải Tuyền, cú đá vừa rồi của ngươi quá trâu bò, ta hoàn toàn không ngờ ngươi có thể dẫm trúng. Đan Khải Tuyền gãi đầu, ta đã sớm tính toán rồi, nó đang chạy về phía ta, ta đá một phát, nó chắc chắn không kịp phản ứng. Đan Kiêu còn nói, phản xạ của ngươi rất tốt, nếu tham gia đại hội thể thao, với năng lực của ngươi, tuyệt đối sẽ đoạt giải. Khen đến Đan Khải Tuyền trong lòng vui sướng. Bạch Vũ Hạ hiếm hoi nói một câu, vừa rồi ngươi rất lợi hại. Đang Khải Tuyền ngây ngẩn cả người. Người khác dù có khen vạn câu cũng không bằng một câu của Bạch Vũ Hạ. Chỉ một câu nói thôi, Đang Khải Tuyền tâm hoa nộ phóng, phiêu phiêu dục tiên. Nàng khen ta kìa, Đang Khải Tuyền mừng như điên. Này có được xem như, Bạch Vũ Hạ đã công nhận hắn. Hắn ngây ngất đến nỗi suýt không kìm nén được. Mà đúng lúc này, Vương Yến Yến ở phía bắc nhắc nhở, đang khải tuyền, đi rửa giày đi, đế giày chắc chắn dính bẩn rồi. Thảm trạng vừa rồi của con chuột vẫn còn rõ mồn một trước mắt. À, đúng đúng. Đang khải tuyền đáp. Hắn vội vàng ra khỏi lớp học, bước chân bồng bềnh, tràn đầy niềm vui. Cả tiết tự học tối, đang khải tuyền trải qua trong vui sướng. Mọi người từ khắp nơi gửi lời chúc mừng tới. Lúc nói chuyện phím ở hành lang trước cửa lớp học sinh lớp 9 cũng nghe nói Đan Khải Tuyền dẫm chết một con chuột. Một cú đá đã giải quyết. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy lợi hại. Được tân bốc khiến Đan Khải Tuyền càng thêm kiêu ngạo. Gần đây Đan Khải Tuyền thuận buồn xuôi gió, thành tích tăng vọt, được thầy cô bạn học yêu mến. Lần trước Mã Ca còn mời hắn ăn thịt nướng, vừa xem người khác đánh nhau, vừa xem Nam Ca đau khổ. Dần đây tâm trạng trương trì không tốt, lại còn bị trộm mất thiết bị định tuyến mọi chuyện thật suôn sẻ. Giờ thì hội thao sắp tới, cơ hội lập công tới rồi. Hắn còn dẫm chết chuột, khiến Đan Khải Tuyền cảm thấy hắn như một đại anh hùng từ trên trời rơi xuống, cứu cả lớp khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Mang theo tâm trạng như vậy, Đan Khải Tuyền tan học tự tối liền ra ngoài trường mua một chiếc bánh mì, thêm trứng, xúc xích, thanh cua, rồi mua một ly trà sữa to đùng và một tô mì gói để tự thưởng cho bản thân. Bữa đại tiệc xa hoa này khiến Đan Khải Tuyền vô cùng hài lòng. Ăn uống no nê, Đan Khải Tuyền nằm ở trên giường ký túc xá, nhớ lại tư thế oai hùng của mình trong tiết tự học tối. Lại nghĩ đến hình ảnh Bạch Vũ Hạ khen hắn, thật tuyệt vời, từ khi học lớp 10, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận điều tuyệt vời như vậy. Hắn chưa từng thấy Bạch Vũ Hạ khen người khác, lại chỉ khen hắn. Điều đó có nghĩa là gì? He 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 đan khải tuyền hạnh phúc cười ra tiếng quách không nam ở giường bên cạnh hỏi khải tuyền sao vậy à không có gì đan khải tuyền thấy trong lòng rất thoải mái khi con người đặc biệt vui vẻ dễ làm ra những chuyện ngớ ngẩn đan khải tuyền nhớ tới gương mặt bạch vũ hạ lại bắt đầu mơ mộng dưới tình huống nguy hiểm như vậy chắc chắn bạch vũ hạ rất sợ hãi ta đã cứu bạch vũ hạ nàng nhất định rất cảm động cho nên mới khen mình đây là gì đây là anh hùng cứu mỹ nhân liệu nàng có cảm tình với ta không không cần biết nàng nhất định có hảo cảm với ta đan khải tuyền khẳng định trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ hay là thử tỏ tình trước xem sao ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện liền không thể nào kìm nén được nữa tình yêu luôn khiến con người ta trở nên bồng bột những tia nhớ nhung cứ dồn dập xô lấn lý trí đan khải tuyền lật người dậy lấy điện thoại ra, không chút do dự, hắn nhanh chóng gửi tin nhắn cho Bạch Vũ Hạ, chào buổi tối. Ngươi có thể làm bạn gái ta được không? Đan Khải Tuyền vừa gửi tin nhắn xong, lại hối hận. Lỡ như Bạch Vũ Hạ từ chối thì làm sao bây giờ, có phải quá vội vàng hay không, hay, vẫn là quá xúc động. Đang Khải Tuyền bình tĩnh lại, hắn nhìn đoạn chat trên điện thoại. Chờ đợi. Bạch Vũ Hạ chậm chạp không trả lời. Đang Khải Tuyền chờ 10 phút, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng hắn không kìm được nhắn thêm một tin, xin lỗi, vừa rồi ta bị quỷ ám. Bãi sông, ban đêm. Ánh trăng ngoài cửa sổ cùng giao hòa phản chiếu với ánh đèn ấm áp trong phòng. Khương Ninh ngồi trước bàn học, tay nhấp chuột, nhìn màn hình máy tính. Tiết Nguyên đồng mặc áo ngủ thỏ nhỏ màu phấn hồng, ngồi trên ghế sofa mềm mại phía sau, tóc đen ẩm ướt rối tung. Nàng cuộn tròn trên sofa, làn da trắng nõn lộ ra đường vân đỏ hồng, nàng bày một đống xếp gỗ đủ loại màu sắc lên bàn, rồi nhìn chúng bằng đôi mắt mang nét trẻ con, nghiêm túc chơi rút gỗ. Ngày thường, máy tỉnh sẽ do nàng chiếm giữ, nhưng hôm nay tiết nguyên đồng phá lệ tự kỷ luật mình, nàng nói nhìn màn hình nhiêu sẽ không tốt cho mắt, dễ bị cận thị, nên hôm nay mới hào phóng nhường máy tính lại cho Khương Ninh. Khương Ninh dựa vào lưng ghế lướt tin tức một lát, tính toán bố cục của Hồ Tây Sơn. Tính toán thời gian, hình như đã đến ngày lứa linh mễ gieo trồng đầu tiên chín bông rồi. Hắn phán đoán như vậy. Linh mễ là đồ ăn của tu tiên giới, thường dùng cho người tu tiên tu vi dưới kim đan kỳ, linh mễ sau khi được luyện hóa có tác dụng trợ giúp tu hành. Tuy giá trị không thể bằng linh thạch, đan dược, nhưng linh mễ lại hơn ở hương vị ngon, hơn nữa lại là một trong những thực đơn hàng ngày, vì vậy độ phổ biến ở tu tiên giới không thua kém gì hai loại kể trên. Khương Ninh định sau khi thu thập Linh Mễ xong sẽ gửi một chút về cho cha mẹ ở Ôn Thành. Chất lượng của Linh Mễ hắn gieo trồng ở Hổ Tê Sơn có thể coi là bình thường nhất, nhưng người thường ăn vào thì lại khác, Linh Mễ giúp cơ thể người thường khỏe mạnh hơn, giúp kéo dài tuổi thọ, đó là sự thật. Lúc Khương Ninh suy nghĩ, tay hắn nắm chuột vô tình nhấn vào kho game, hắn lướt qua một lượt sau đó lặng lẽ ao ra. Tiết Nguyên đồng con mình ở một góc khác của sofa, chứng kiến động tác của khương ninh từ đầu đến cuối nàng tò mò hỏi khương ninh vì sao ngươi chỉ xem mà không chơi vậy nàng rất là tò mò trong kho game có nhiều game như vậy mà hắn lại không chơi nếu không phải nàng sợ bị cận thị nàng đã chơi thật hăng rồi khương ninh trẻ con đừng hỏi nhiều làm gì chơi xếp gỗ tiếp đi tiết nguyên đồng biểu môi không phục nàng cầm xếp gỗ đột nhiên nảy ra ý tưởng khương ninh ta biến ra ma thuật cho ngươi xem nha Nàng ham ma thuật của Khương Ninh từ lâu rồi, tìm mọi cách bám lấy Khương Ninh nhưng Khương Ninh vẫn không chịu dạy cho nàng. Tiết Nguyên Đồng quyết định tự lực cánh sinh, nàng sẽ chứng minh, ma thuật của nàng không hề thua kém hắn, Khương Ninh ngồi im không nhúc nhích, ghế dựa tự động xoay lại, hắn nhìn Tiết Nguyên Đồng nói, biến đi. Tiết Nguyên Đồng điều chỉnh tư thế, ngồi xếp bằng trên sofa, giấu đống gỗ đủ màu sắc phía sau mình. Người tin ta bốc bừa một xếp gỗ, cũng có thể đoán đúng màu sắc của nó không, khương ninh ta không tin tiết nguyên đồng chúng ta đánh cược đi nếu ta thắng người đi bắt dê cùng ta khương ninh cạn lời vẫn còn nhung nhớ dê của ngươi à ngươi thua thì sao khương ninh hỏi nếu ta thua ta mua bánh kem nhỏ cho ngươi tiết nguyên đồng hào phóng nói khương ninh nghe vậy đồng ý thấy đã giao kèo xong tiết nguyên đồng gào lên ngươi thua chắc rồi nàng đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh ăn sườn dê hầm mật rồi Tiết Nguyên Đồng cười khờ hai tiếng, suýt nữa bị sặc nước miếng. Cương Ninh nói, ba khối xếp gỗ, nếu ngươi có thể đoán đúng tất cả thì coi như ngươi thắng. Hừ, còn gì đơn giản hơn, ta bắt đầu đây. Nàng nhắm mắt, tay nhỏ sờ soạn ra đống gỗ phía sau rồi nhẹ nhàng vô xuống, nắm chặt lấy một khối xếp gỗ. Nàng kiêu ngạo nói, xanh lam. Sau đó nàng mở to mắt, quả nhiên là xanh lam. Đó, thành công rồi, nàng lại nắm lấy một khối khác, hồng nhạt, quả nhiên là màu hồng nhạy. Tiết Nguyên đồng đảo mắt nhìn Khương Ninh vô tri, chắc chắn hắn không biết nàng đã ghi nhớ vị trí của các khối xếp gỗ. Chỉ cần nàng nhớ lại là sẽ biết nên lấy khối nào. Cái cuối cùng nè. Tiết Nguyên đông sắp thắng kèo này rồi. Đợi đến ngày mai, nàng sẽ dẫn theo thuộc hạ Khương Ninh của nàng cùng nhau đi bắt dê. Nàng phụ trách chỉ huy, Khương Ninh phụ trách dùng vũ lực chiến đấu tay tiết nguyên đồng sờ sang khối xếp gỗ bên phải nàng nhớ rất rõ khối xếp gỗ kia có màu trắng khi tay nàng sắp chạm vào khương ninh khẽ động ngón tay hất ngón tay ra phía bên ngoài thay đổi vị trí của khối xếp gỗ màu trắng và khối xếp gỗ màu tím với nhau tiết nguyên đồng còn tưởng rằng nàng bắt được khối xếp gỗ màu trắng nhắm mắt cười màu trắng màu trắng khương ninh ta thắng rồi nàng thích thú mở mắt ra sau đó liền trợn tròn mắt khương ninh đồ ngốc ngươi bắt được khối màu tím ngươi thua rồi tiết nguyên đồng cắn răng sao có thể là màu tím được ta nhớ rõ là màu trắng mà hương ninh hử ngươi gian lợn ngà tiết nguyên đồng vội vàng nói làm gì có đừng nói linh tinh à nhớ mai mua bánh kem cho ta nhé hắn cố ý nhấn mạnh ngươi nhìn ta ăn tiết nguyên đồng cuộc sống đột nhiên biến thành màu xám nàng như thể mất hết sức binh sinh chỉ trong nháy mắt, nằm sụi lơ trên sofa. Ngay cả chơi xếp gỗ cũng không buồn chơi. Khương Ninh trừng trị nàng xong, lại quay người lại, tiếp tục suy nghĩ nên bố trí hổ tê sơn thế nào. Tiết Nguyên Đồng nằm đơn một hồi, cảm thấy không thể tiếp tục sa đọa như thế này được. Nàng phải báo thù, Tiết Nguyên Đồng dùng sức thật lớn, chống đỡ cơ thể mềm mại của mình, đứng trên sofa bằng chân trần. Tiếp đó nàng nhảy dựng về phía tây, nhảy lên giường khương ninh lúc sau nàng kiểm chân tháo một chiếc áo gió của khương ninh xuống lại lấy khăn quàng cổ của hắn ra tiết nguyên đồng mặc áo gió vào kết quả chiếc áo gió kia còn to hơn cả nàng nó bao trùm cả người nàng khiến nàng càng trông nhỏ bé hơn tiết nguyên đồng mặc kệ lại quàng khăn quàng cổ vào nàng đứng trên giường học dáng vẻ bước đi của khương ninh ho khụ khụ hai tiếng rồi nói chào mọi người ta tên khương ninh ngày thường trong ta rất đứng đắn nhưng thật ra các ngươi không biết, ta là đại ác nhân không chuyện ác nào không làm, hôm nay ta dùng thủ đoạn đê tiện, thắng tiếp nguyên đồng một chiếc bánh kem, ta có tội, ta xin sám hối. Khương Ninh, 11 giờ 30 phút tối, tiếp nguyên đồng hài lòng rời đi. Chờ nàng đi rồi, Khương Ninh ngồi lại trong phòng một lúc, đến khi tiếp nguyên đồng cách vách đi vào giấc ngủ, hắn mới đẩy cửa ra, thả phi thuyền bay về phía hổ Tê Sơn so với hổ tê sơn khi đêm về chỉ còn một màu đen nhanh của trước kia, bao quanh hổ tê sơn bây giờ là rất nhiều những ngôi nhà tôn màu trắng. Trên nóc nhà có lắp đèn pha, ánh đèn chiếu rọi con đường núi, bảo an đi tuần tra thành tốt 2 tốt 4, người bình thường muốn vào núi chắc chắn sẽ rất khó khăn. Hơn nữa đây chỉ là hàng phòng hộ thứ nhất, ở giữa hổ tê sơn còn có trận pháp che giấu mà Khương Ninh thiết lập. Hắn cưỡi phi thuyền bay vào hổ tê sơn, mà không khiến bất cứ kẻ nào chú ý sắp tiến vào trận pháp khương ninh đánh ra một đạo linh lực hắn nhảy từ phi thuyền xuống phía dưới một cái vung tay liền cất lại phi thuyền vào trong nhẫn trữ vật khương ninh đứng trước linh điền xanh ung tươi tốt tiếng linh tuyền chảy róc rách đổ vào ruộng làm linh điền tỏa ra sương mù nhàn nhạt trong lòng hắn cảm thấy rất hài lòng khương ninh bắt tay thu thập linh mễ buổi sáng ngày hôm sau khương ninh cố ý chờ tiết nguyên đồng nấu xong bữa sáng mới thông thả rời giường khi ăn sáng, Tiết Nguyên đồng thở phì phò, họ hét về sau mình chỉ nấu phần mình thôi. Khương Ninh ung dung nói cho nàng biết, hắn kiếm được một loại nguyên liệu nấu ăn rất ngon. Tiết Nguyên đồng lập tức không ầm ĩ nữa, nàng biết rõ, phàm là đồ mà Khương Ninh nói ngon, chắc chắn là sẽ rất ngon. Sau đó, Khương Ninh trải qua một buổi sáng tốt đẹp. Chương trình học của một ngày qua đi như cơn sóng êm đềm điều duy nhất khiến khương ninh tò mò là hôm nay đang khải tuyền trong thác hẳn so với hôm khác cả ngày trời rồi mà không đến bắt chuyện với bạch vũ hạ như thay đổi thành người khác vậy tiết tự học buổi tối là tiết cuối cùng trong ngày trần tư tình quay đầu nói chuyện phím đề tài hôm nay khá là đặc biệt gia đình trần tư tình biết cha của bạch vũ hạ là phó giáo sư mẹ là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa nên cũng tò mò nghề nghiệp của cha mẹ khương ninh và tiết nguyên đồng Thực ra đề tài này khá là riêng tư. Trung học phổ thông số 4 có rất nhiều học sinh đến từ nông thôn, cha mẹ của một vài người trong số đó là công nhân nông dân làm việc ở các công trường. Học sinh cấp 3 hay sĩ diện, khó tránh khỏi có nhiều người không muốn đề cập đến cha mẹ mình, họ cảm thấy mình kém hơn người ta một bậc. Khương Ninh đáp một cách tự nhiên, làm việc ở Ôn Thành, công ty Trường Thanh Dịch. Hắn vừa nói vậy, Trần Tư Tinh và Bạch Vũ Hạ liền nhìn hắn với vẻ kinh ngạc công ty trường thanh dịch nổi lên ở Vũ Châu, nhất là trong khoảng thời gian bùng nổ về nhân lực lao động trong thời gian gần đây, mọi người đều biết ở vùng mình có một công ty rất lợi hại. Không chỉ lớn, mà đãi ngộ cũng là hàng đầu, tiền lương, tiền phúc lợi phải gấp 2, thậm chí là gấp 3 so với các công ty khác. Bạch Vũ Hạ, trường thanh dịch có chi nhánh ở ôn thành sao, từ phải. Khương Ninh đáp. Làm ở đó rất tốt. Bạch Vũ Hạ khen, rồi nàng lại hỏi làm quản lý à ừ quả thực là quản lý dưới sự trợ giúp của khương ninh cha mẹ hắn đã trở một trong số quản lý của chi nhánh trường dịch thanh ở ôn thành người ôn thành có ốc kinh doanh danh sách người giàu khắp cả nước có rất nhiều người là người ôn thành trường thanh dịch buôn bán cực kỳ phát đạt trong khu vực ôn thành bạch vũ hạ nghe khương ninh trả lời sự tò mò trong lòng liền biến mất nàng có nghe nói khương ninh từ quê lên nhưng đồ vật mà bình thường hắn sử dụng không hề kém chất lượng hơn so với nàng, di động giá trị hơn chục nghìn, tai nghe cũng phải là mấy nghìn tệ. Thậm chí cả một chiếc bút máy, giá cả cũng phải trên 10 nghìn. Mấy thứ này, những bạn học khác không nhìn ra nhưng Bạch Vũ Hạ thì có, cha của nàng thích đồ dùng văn phòng, nên nàng bị lây tính của cha, cũng biết sương sương giá tiền của chúng. Loại hàng đắt đỏ đó, cả trung học phổ thông số 4, cũng chỉ có nhóm tề thiên hằng là dùng giờ nghe thấy hắn nói cha mẹ hắn làm việc ở trường thanh dịch nàng không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa cha của nàng từng nói chuyện trong lúc ăn cơm rằng tương lai tiềm lực phát triển của trường thanh dịch là rất lớn nếu không có gì bất ngờ xảy ra trường thanh dịch sẽ trở thành công ty phát triển mạnh nhất trong khu vực tỉnh đãi ngộ dành cho công nhân cực tốt còn về tầng lớp quản lý tiền lương một năm có thể lên tới hàng triệu nếu cha mẹ khương ninh là quản lý hắn dùng hàng đắt cũng là chuyện bình thường Trần Tư Tình hỏi, trường thanh dịch bán đắt lắm. Bạch Vũ Hạ đồng tình, đắt thật, một bình rẻ nhất đã là 3.000 tệ. Trần Tư Tình lại hỏi, vậy còn ngươi, Tiết Nguyên Đồng cha mẹ ngươi làm nghề gì, Tiết Nguyên Đồng nghe thấy bèn giật mình. Ký ức như lập tức quay về mấy năm trước. Khi đó, Tiết Nguyên Đồng mới học lớp 6. Tình trạng đua đòi ở trường cấp 2 nàng học rất nghiêm trọng. Nhiều nam sinh thích khoe khoang mình có giày Nike, giày Adidas, thích so giày với nhau trong lớp, xem giày ai đẹp nhất, ai oai nhất. Vì muốn biết xem giày ai xịn hơn giày ai, họ còn mài giày mình thật mạnh lên sàn xi măng. Nếu giày của ai phát ra tiếng kêu lãnh lót, vậy thì giày đó mới là giày xịn thật, không chỉ nam sinh đùa đòi hơn thua, nữ sinh với nữ sinh cũng nghiêm trọng y hệt. Có một lần, họ nhắc tới gia cảnh. Có bạn nữ nói rằng, cha mẹ nàng mở công ty mà cha mẹ của một bạn nữ khác lại làm việc ở công ty của nhà bạn nữ này từ đây vai vế thấp hơn một bậc so với bạn nữ đó trước kia tiết nguyên đồng cũng bị hỏi về hoàn cảnh gia đình nàng nói công việc của mẹ nàng ra kết quả lại bị đám bạn nữ ở lớp cũ chê cười hóa ra mẹ nàng là công nhân vệ sinh điều duy nhất khiến khương ninh tò mò là hôm nay đang khải tuyền trong khác hẳn so với hôm khác cả ngày trời rồi mà không đến bắt chuyện với bạch vũ hạ như thay đổi thành người khác vậy Tiết tự học buổi tối là tiết cuối cùng trong ngày. Trần Tư Tình quay đầu nói chuyện phím, đề tài hôm nay khá là đặc biệt, gia đình. Trần Tư Tình biết cha của Bạch Vũ Hạ là phó giáo sư, mẹ là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa, nên cũng tò mò nghề nghiệp của cha mẹ Khương Ninh và Tiết Nguyên Đồng. Thực ra đề tài này khá là riêng tư. Trung học phổ thông số 4 có rất nhiều học sinh đến từ nông thôn, cha mẹ của một vài người trong số đó là công nhân nông dân làm việc ở các công trường, Học sinh cấp 3 hay sĩ diện, khó tránh khỏi có nhiều người không muốn đề cập đến cha mẹ mình, họ cảm thấy mình kém hơn người ta một bậc. Khương Ninh đáp một cách tự nhiên, làm việc ở Ôn Thành, công ty Trường Thanh Dịch. Hắn vừa nói vậy, Trần Tư Tinh và Bạch Vũ Hạ liền nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Công ty Trường Thanh Dịch nổi lên ở Vũ Châu, nhất là trong khoảng thời gian bùng nổ về nhân lực lao động trong thời gian gần đây, mọi người đều biết ở vùng mình có một công ty rất lợi hại không chỉ lớn, mà đãi ngộ cũng là hàng đầu, tiền lương, tiền phúc lợi phải gấp 2, thậm chí là gấp 3 so với các công ty khác. Bạch Vũ Hạ, Trường Thanh Dịch có chi nhánh ở Ôn Thành sao, từ phải. Khương Ninh đáp. Làm ở đó rất tốt. Bạch Vũ Hạ khen, rồi nàng lại hỏi, làm quản lý à, từ quả thực là quản lý, dưới sự trợ giúp của Khương Ninh, cha mẹ hắn đã trở một trong số quản lý của chi nhánh Trường Dịch Thanh ở Ôn Thành. Người Ôn Thành có ốc kinh doanh, danh sách người giàu khắp cả nước có rất nhiều người là người Ôn Thành. Trường Thanh Dịch buôn bán cực kỳ phát đạt trong khu vực Ôn Thành. Bạch Vũ Hạ nghe Khương Ninh trả lời, sự tò mò trong lòng liền biến mất. Nàng có nghe nói Khương Ninh từ quê lên, nhưng đồ vật mà bình thường hắn sử dụng không hề kém chất lượng hơn so với nàng, di động giá trị hơn chục nghìn, tai nghe cũng phải là mấy nghìn tệ. Thậm chí cả một chiếc bút máy, giá cả cũng phải trên 10 nghìn. Mấy thứ này, những bạn học khác không nhìn ra nhưng Bạch Vũ Hạ thì có, cha của nàng thích đồ dùng văn phòng, nên nàng bị lây tính của cha, cũng biết sương sương giá tiền của chúng. Loại hàng đắt đỏ đó, cả trung học phổ thông số 4, cũng chỉ có nhóm Tề Thiên Hằng là dùng. Giờ nghe thấy hắn nói cha mẹ hắn làm việc ở trường Thanh Dịch, nàng không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa. Cha của nàng từng nói chuyện trong lúc ăn cơm rằng, tương lai tiềm lực phát triển của trường Thanh Dịch là rất lớn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trường Thanh Dịch sẽ trở thành công ty phát triển mạnh nhất trong khu vực tỉnh. Đãi ngộ dành cho công nhân cực tốt, còn về tầng lớp quản lý, tiền lương một năm có thể lên tới hàng triệu. Nếu cha mẹ Khương Ninh là quản lý, hắn dùng hàng đắt cũng là chuyện bình thường. Trần Tư Tình hỏi, Trường Thanh Dịch bán đắt lắm. Bạch Vũ Hạ đồng tình, đắt thật, một bình rẻ nhất đã là 3.000 tệ. Trần Tư Tình lại hỏi, vậy còn ngươi, Tiết Nguyên Đồng cha mẹ ngươi làm nghề gì, Tiết Nguyên Đồng nghe thấy bèn giật mình. Ký ức như lập tức quay về mấy năm trước. Khi đó, Tiết Nguyên Đồng mới học lớp 6. Tình trạng đua đòi ở trường cấp 2 nàng học rất nghiêm trọng. Nhiều nam sinh thích khoe khoang mình có giày nai, giày adidas, thích so giày với nhau trong lớp, xem giày ai đẹp nhất, ai oai nhất. Vì muốn biết xem giày ai xịn hơn giày ai, họ còn mài giày mình thật mạnh lên sàn xi măng. Nếu giày của ai phát ra tiếng kêu lạnh lót, vậy thì giày đó mới là giày xịn thật, không chỉ nam sinh đùa đòi hơn thua, nữ sinh với nữ sinh cũng nghiêm trọng y hệt. Có một lần, họ nhắc tới gia cảnh. Có bạn nữ nói rằng, cha mẹ nàng mở công ty. Mà cha mẹ của một bạn nữ khác lại làm việc ở công ty của nhà bạn nữ này, từ đây vai vế thấp hơn một bậc so với bạn nữ đó. Trước kia Tiết Nguyên Đồng cũng bị hỏi về hoàn cảnh gia đình, nàng nói công việc của mẹ nàng ra, Kết quả lại bị đám bạn nữ ở lớp cũ chê cười, hóa ra mẹ nàng là công nhân vệ sinh, từ đó về sau, khi người khác hỏi tới, Tiết Nguyên Đồng không hề nói ra công việc của mẹ mình. Hôm nay đối mặt với câu hỏi của Trần Tư Tình, Tiết Nguyên Đồng định giấu giếm theo bản năng, nhưng sau đó nàng nhận ra, cần gì phải giấu giếm nào. Trần Tư Tình, Bạch Vũ Hạ không phải đám nữ sinh cấp 2 kia, các nàng sẽ không lôi ra cảnh nhà người khác ra làm trò cười. Huống hồ Tiết Nguyên Đồng bây giờ cũng khác, nàng là người đứng đầu khối, nàng có thể làm mẹ nở mày nở mặt. Quan trọng nhất là có Khương Ninh ở đây. Tiết Nguyên Đồng suy nghĩ một lát, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu đáp, mẹ ta làm việc ở công ty Trường Thanh Dịch, nếu mẹ ta mà nghỉ việc thì gần 100 người trong công ty không có cơm ăn. Cái miệng nhỏ của Trần Tư Tình há to, mẹ của Tiết Nguyên Đồng là lãnh đạo, Bạch Vũ Hạ nói, gần 100 công nhân không có cơm ăn quả thật là một lãnh đạo giỏi. Bình thường mấy công ty nhỏ cũng chỉ có bấy nhiêu người thôi. Trần Tư Tình nói, công ty cha ta làm việc, tổng cộng mới có hơn 80 người. Các nàng không ngờ, gia cảnh tiết nguyên đồng lại tốt đến thế, bảo sao lại thân thiết với Khương Ninh như vậy, hóa ra là cha mẹ làm việc cùng công ty. Sau khi Tiết Nguyên Đồng nhận được ánh mắt kinh ngạc của hai đứa bạn, cảm thấy rất hài lòng. Bàn Kiều nói với Vương Yến Yến, Yến Yến, ta quyết định giảm béo. Nàng hút một ngụm trà sữa. Vương Yến Yến nói, ngươi có béo đâu, vả lại không phải ngươi đang ăn giảm lượng đường sao, bàn kiều nhớ lại cảnh tượng mấy tỷ muộn nâng mình lên khi mình té xỉu ở phòng học. Thực ra nàng nghe thấy các nàng hô, một hai ba kênh, bàn kiều nghe thấy hết. Cho nên nàng quyết định mình phải giảm béo, ít nhất là đến mức các tỷ muội có thể nâng nàng lên được. Bên kia. Dương Thánh đang ghi danh tham gia đại hội thể thao, nàng chọn chạy 1.500m dành cho nữ. Du Văn, Giang Á Nam, Trầm Thanh Nga thì thảo luận về giá trị quan của việc kết hôn. Du Văn phát biểu, nếu sau này ta lấy chồng, chắc chắn ta sẽ tìm một anh đẹp trai, kinh tế không tốt lắm cũng được, chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu. Trầm Thanh Nga hờ hững đáp, đẹp trai và có kinh tế, ta muốn cả hai. Nàng sống ở nhà tỷ tỷ, được mở mang về cuộc sống của gia đình họ cơ bản là cứ đến kỳ nghỉ nhà họ lại đi du lịch khắp cả nước một khi được trải nghiệm cuộc sống đó sẽ rất khó quay lại quỹ đạo cũ bây giờ trầm thanh nga chăm chỉ học hành là hy vọng sau này xứng đáng sống một cuộc sống như thế tương lai thi vào trường đại học trọng điểm nàng có muốn tới định cư ở các thành phố lớn du văn nhìn trầm thanh nga không cảm thấy nàng yêu cầu quá đáng trầm thanh nga xinh đẹp thành tích tốt đứng tốt 15 toàn bang. Tuy họ lớp 10, 8 của họ là lớp bình thường, nhưng lại mạnh hơn các lớp bình thường khác nhiều. Ví dụ như tốt, năm lớp Đổng Thanh Phong đi, với thành tích của hắn, đặt ở các lớp cùng khối khác thừa đủ giữ tốt, 1, nhưng đặt ở 10, 8 thì chỉ có thể đứng ở vị trí thứ năm. Sau khi hai nàng nói xong lại đến lượt Giang Á Nam. Giang Á Nam nói, đẹp trai và có điều kiện kinh tế, với ta hai cái này chỉ là thứ yếu. Ta hy vọng cha mẹ hắn đều chết hết, bởi vì ta nghe nói mẹ chồng nàng dâu khó mà sống chung với nhau được. Câu này của nàng khiến Du Văn và Trầm Thanh Nga không lý giải được ngay, vì hai nàng chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này. Dương Thánh bên cạnh cảm thấy thật vớ vẩn. Nàng nhìn Giang Á Nam rồi đột nhiên hỏi, ngươi muốn thêm gánh nặng cho con cái của mình à, ngày ngày 17 tháng 4, thứ năm Khoảng cách đến ngày lễ kỷ niệm trường càng ngày càng gần. Các buổi tập thái cực quyền tại trường đã dạy hết toàn bộ 12 thức. Trong những ngày tiếp theo, học sinh liên tục tập luyện thái cực quyền, không ngừng rèn luyện để biểu diễn trước các lãnh đạo và cựu học sinh danh tiếng. Ban đầu, nàng định nhờ Khương Ninh chỉ dạy thêm về thái cực quyền để có thể khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng mỗi lần nàng đến phòng Khương Ninh vào buổi tối, hắn luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối, như vừa tắm xong, không có sức, hoặc học mệt rồi, muốn chơi game để thư giãn. Trước đây, nàng còn lo lắng không học được thái cực quyền. Ai ngờ, ngày hôm trước, Đan Khánh Vinh nói với nàng rằng nàng không cần tham gia biểu diễn thái cực quyền mà phải đại diện cho khối lớp 10 để lên sân khấu diễn thuyết. Kể từ đó, nàng trở nên kiêu ngạo. Vì việc nàng không còn tham gia tập luyện thái cực quyền nữa đã khiến các bạn trong lớp phải ghen tị. Chiều nay sau khi tan học, trong khi các bạn khác xuống sân tập thái cực quyền, Khương Ninh và nàng đi về phía nhà xe, định về nhà ăn cơm khương ninh đã giao linh gạo cho dì cố trước bữa tối nay sẽ là cơm tháng tư trời tối muộn khi khương ninh và nàng về đến nhà trời vẫn còn sáng dì cố không ra đón khương ninh dùng thần thức quét qua thấy nàng đang xào rau trong bếp khương ninh để chiếc xe đạp địa hình ở cửa tiện cho buổi tối đi học thêm sẽ dễ lấy mẹ nàng vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm ngát mùi thơm độc đáo này làm nàng tinh thần phấn chấn nàng bước nhanh vào bếp dì cố không ngừng xào rau quay lại nhìn nàng và khương ninh theo sau dì cố mỉm cười dịu dàng chén đổ mẹ để trên bàn rồi rửa tay nhanh đi thức ăn sắp xong rồi đấy nàng không nghe lần theo mùi thơm phát hiện đó là mùi cơm cơm thơm quá nàng kêu lên mẹ mẹ mua gạo ở đâu vậy dì cố khương ninh đưa cho đấy nàng lại nhìn khương ninh với vẻ nghi ngờ tự ta trồng đấy khương ninh đắc thật từ chọn giống nuôi trồng đến thu hoạch đều do hắn tự làm lại bốc phét rồi nàng nghĩ rằng khương ninh đang lừa mình khương ninh có giỏi thì đừng ăn nàng không giỏi bữa cơm hôm nay rất đơn giản món chính là cơm thức ăn chỉ có một đĩa khoai tây xào ớt xanh ta ăn ở công ty rồi hai đứa cứ ăn đi vì cố rót hai chén nước nàng nhìn vào chén cơm hạt gạo to hơn hạt gạo bình thường màu sắc trắng như ngọc hệt như đang phát sáng chỉ ngửi thôi cũng đã thấy hương thơm ngào ngạt trong khoảnh khắc ấy nàng quên cả cầm đũa hương ninh thấy nàng ngẩn ngơ ngươi không ăn thì chén đó của ta nhé nàng hoàng hồn không phản bác dùng đũa gấp một miếng cơm một miếng cơm mềm mịn dẻo mà không dính lại có mùi thơm đặc biệt làm cho miệng nàng đầy hương vị ngon đến mức nàng muốn khóc từ khi sinh ra đến giờ nàng chưa từng ăn cơm ngon như thế này khương ninh nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng cười thầm trong lòng thực ra lần đầu tiên hắn ăn linh gạo cũng có phản ứng như vậy không ngờ chỉ là cơm đơn giản mà có thể đạt đến mức này cái gọi là đơn giản nhất cũng là cực đỉnh nhất giống như con đường tu luyện sau này của khương ninh nàng ăn một miếng không tham ăn Cầm bát đưa đến trước mặt dì Cố, "Mẹ, mẹ thử đi, ngon lắm, buổi tối, tiết tự học." Trước giờ vào lớp. Hàng ghế sau của lớp, bốn người ngồi sát nhau, nhìn hai bóng dáng ngoài hành lang. "Ngươi giỏi lắm, ngươi giỏi lắm rồi, chẳng phải là ngươi bày trò sao?" Trương Trì bực tức nói. Nghiêm Thiên bằng mặt mày không vui, Lúc chủ ngươi kiếm tiền, ngươi nhiệt tình hơn ai hết mà." Trương Trì đổ lỗi, "Không phải ngươi lừa người hay sao?" ta không hiểu nổi, lúc đó sao lại qua thể hợp tác với cái loại người như ngươi được chứ, nghiêm thiên bằng nói, hừ, hợp tác thua lỗ, ngươi tìm ta đòi tiền, sao ngươi không đòi cả nhà trường nữa đi, chẳng nhẽ ngươi nghĩ ta không bị thua lỗ hay sao, nói nhiều cũng vô ích, ta không cần nhiều, 200 là được rồi. Trương trị hiện giờ chưa đầy 20 đồng, lại phải đối mặt với những học sinh từng mua wifi trước đây, đòi trả lại tiền. Nghiêm thiên bằng nhìn về phía quách khôn nam và những người khác, nói lớn mọi người đến đây phân xử đi các ngươi nói xem hắn làm như vậy có đúng không trước đây ta còn mời ngươi ăn gà hầm nấm biết vậy cho chó ăn còn hơn nhắc đến chuyện đó trương trì lập tức nổi giận mời ta ăn gà hầm nấm đúng không hai người ăn chung một bát đúng không ai thèm gà hầm nấm của ngươi mẹ nó tìm con chó ăn chung bát với ngươi đi chó cũng không thèm hai người càng nói càng tức giận vương long long nhìn một lúc nhỏ giọng nói mã ca bọn họ sắp đánh nhau rồi, hồ quân, cảm giác sắp đánh nhau thật đấy. Quách khôn nam, đánh nhau thì khó coi lắm, lại dơ tiếng xấu cho lớp 8, ta đi hòa giải đây. Nói xong, quách khôn nam bước lên can ngăn. Mặc dù quách khôn nam thường bị phụ nữ lừa, nhưng trong đám con trai, hắn có nhân duyên tốt, rất nghĩa khí và biết ăn nói. Hắn khuyên can mãi mới dàn xếp ổn thỏa được hai người. Nhưng Trương Trì và Nghiêm Thiên Bằng đã đến mức này, rõ ràng là đã cắt đứt quan hệ. Hồ quân cảm thán, trước đây nghe nói không nên làm ăn chung, hôm nay xem ra, quả thật là như vậy rồi. Khương Ninh và nàng vào lớp. Nàng cảm thán, Khương Ninh, gạo của ngươi làm ta rất hài lòng đấy. Khương Ninh liếc nàng, hôm nay nàng ăn một bát rưỡi, nếu không phải hắn chỉ đưa đúng số lượng linh gạo đó cho dì cố, chắc nàng sẽ ăn đến ba bát. Chị gái song sinh, Trần Tư Tình, thắc mắc, không phải cơm nào cũng đều có một vị hay sao, có gì khác biệt đâu nhỉ?" Bạch Vũ Hạ nói, "Có đấy, nhà ta trước đây ăn cơm, 6 đồng một cân, tính là khá đắt rồi. Nếu chỉ ăn cơm nhà, có thể không cảm nhận được, nhưng so với cơm ở ngoài quán, chênh lệch rất lớn." Nghe vậy, Trần Tư Tình mới hiểu, nàng đột nhiên nói, "Hình như đúng thế, quán gà hầm nấm ngoài cổng trường, các ngươi đã đến chưa, ta thấy cơm ở đó rất ngon." Bạch Vũ Hạ nhớ lại nói, cơm ở đó chất lượng cũng khá tốt, chắc tầm 3-4 đồng một cân. Ngươi ăn gạo gì, có thương hiệu gì không? Bạch Vũ Hạ hỏi, định đổi khẩu vị. Khương Ninh ngươi nói đi. Nàng ra lệnh, gạo là do Khương Ninh mang đến. Khương Ninh, cụ thể ta cũng không rõ thương hiệu. Nàng, dù sao cũng to hơn nhiều so với gạo ta ăn trước đây. Đang khải tuyền bên kia bờ sông nói, chắc cú là gạo biến đổi gen rồi. Không đợi mọi người nói gì, hắn lại nói gạo biến đổi gen ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Trần Tư Tình thắc mắc tại sao thế? Đang Khải Tuyền nói ở làng ta trước kia có một ông chú đi làm ăn xa. Hắn làm việc ở các thành phố ven biển, thuộc lứa đầu tiên ra ngoài kiếm tiền. Công việc của hắn là trông coi nhà kính trồng cây. Hắn khuyên bọn ta đừng ăn gạo biến đổi gen, nói rằng nó gây hại lớn cho trẻ em. Con hắn và hắn không cùng DNA chính vì gia đình hắn đã ăn thực phẩm biến đổi gen suốt một thời gian dài, khiến gen của con hắn bị biến đổi. Đang Khải Tuyền trông rất tin tưởng vào điều này. Trần Tư Tình cũng cảm thấy có lý. Chỉ có Bạch Vũ Hạ trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên vài nét kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, những kiến thức này có phải là do vợ hắn kể lại không? Khương Ninh ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ Hạ một cái. Giờ ra chơi lớn. Giờ ra chơi rơi vào khoảng 25 phút không biết từ đâu, một tin tức được truyền ra. Tin tức truyền rằng trong lễ kỷ niệm trường, lớp 10 sẽ thực hiện lễ chào cờ, và người cầm cờ sẽ được chọn từ lớp 10. Buổi tối, 11 giờ. Ký túc xá nữ sinh trường trung học số 4 đã tắt đèn. Trong bóng tối, dừng phát ra ánh sáng yếu ớt, đó là ánh sáng từ màn hình điện thoại. Trần Tư Vũ và Trần Tư Tình nằm cùng nhau, nói chuyện thầm, chị ơi, hạ hạ đã trả lời chị chưa thế, Trần Tư Tình nói, đừng gấp. Trung tâm thành phố. Khu căn hộ cao cấp, tầng 12. Trong một phòng ngủ rộng rãi, đèn đã tắt. Bạch Vũ Hạ mặc đồ ngủ, mái tóc dài được thu gọn trong chăn. Trong bóng tối, nàng cắm tai nghe vào điện thoại, nhấn nút khởi động. Màn hình sáng lên, chiếu sáng cả không gian bên trong chăn, đồng thời chiếu rọi gương mặt đỏ hay đầy quyến rũ của nàng. Khi điện thoại khởi động xong, nàng mở trình quản lý tập tin và thấy một thẻ nhớ mới xuất hiện nàng hít một hơi sâu tim đập nhanh hơn ngay cả một cô gái ngoan hiền cũng có lúc nổi loạn bạch vũ hạ nhìn vào dãy video được sắp xếp gọn gàng nàng lấy một chiếc tai nghe đặt vào tai nhớ lại lời trần tư tình nhiều thiếu niên thay phiên nhau bắt nạt một phụ nữ đôi chân trong bộ đồ ngủ của nàng vô thức kẹp chặt lại vì nhiệt độ trong chăn mũi nàng bắt đầu rịn mồ hôi màn hình bị phủ một lớp hơi nước, trở nên mờ đi. Bạch Vũ Hạ lau màn hình, không chần chừ nữa, ngón tay trắng nõn nhanh chóng nhấn vào nút phát video. Sau đó, một giọng hát quen thuộc vang lên, anh em hồ lô, anh em hồ lô, Bạch Vũ Hạ mở to miệng, á, thứ sáu. Buổi sáng giữa các tiết học có gần 30 phút nghỉ giải lao. Tiết Nguyên Đồng nằm xuống nghỉ ngơi, đêm qua nàng ở trong phòng Khương Ninh, hiếm khi ở lại quá 12 giờ. Nếu Khương Ninh không nói với nàng rằng điều này về lâu về dài sẽ không tốt cho sức khỏe của nàng, thì khéo nàng đã chơi đến tận 2 giờ sáng. Nhưng dù vậy, khi nàng chìm vào giấc ngủ thì đã là 12 giờ rưỡi. Thời gian tự học buổi sáng ở trường trung học số 4 bắt đầu rất sớm, dù sao nàng cũng không phải Khương Ninh, dù không ngủ nghỉ liền mấy ngày cũng không hề mệt. Vừa tan học, Trần Tư Vũ kéo Bạch Vũ Hạ đi ăn sáng, Bạch Vũ Hạ chuyên môn bỏ bữa sáng. Đang Khải Tuyền chăm chú nhìn Bạch Vũ Hạ đã đi thật xa, Hạ quyết tâm, rồi xuống dãy sau. Nam ca, chạy bộ không, Đang Khải Tuyền dạo này rất tích cực tập thể dục. Hắn thậm chí còn còn lơ là các tiết trên lớp, tập trung tinh thần vào đại hội thể thao sắp tới. Đang Khải Tuyền không dốt, hắn có thể cải thiện thành tích học tập của mình bất cứ lúc nào, nhưng hội thao chỉ diễn ra một lần. Điểm số rất quý nhưng tình yêu còn quý hơn. Đi thôi. Quách Khôn Nam đáp lại. Hắn cũng tham gia đại hội thể thao, tham gia hạng mục chạy 400m nam. Trái ngược với Đan Khải Tuyền, Quách Khôn Nam không quá mong sẽ chiến thắng, nhưng đã tham gia hắn chắc chắn sẽ chạy hết mình. Hắn là người kiên trì, nhưng tình yêu của hắn lại thường chóng vánh. Quách không Nam tin rằng mình không thích hợp để hẹn hò trong 3 năm trung học và điều đó sẽ chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn. Quách không Nam quyết định đóng cửa trái tim và ngừng yêu nếu hắn không yêu hắn sẽ không bị tổn thương mã ca long long đi chung không quách khôn nam hô lên phần chạy tiếp sức cho hai người họ tham gia mã sự thành nói không ta đi căng tin sáng chưa ăn gì đói quá vương long long đang nghịch điện thoại di động của mã sự thành nghe vậy hắn do dự một chút rồi nói mã ca game vừa mới bắt đầu người có thể giúp ta mua một suất sủi cảo hấp được không Đặc sản của căn tin trường này không chỉ có quẩy với đùi gà, mà còn có sủi cảo hấp, rất ngon với lớp vỏ mỏng và nhân mềm. Nhưng giá hơi đắt, một lồng 6 cái có giá 5 nhân dân tệ. Với học sinh trung học ở độ tuổi này, một lồng là không đủ đối với Vương Long Long, mà phải hai lồng. Nếu ăn thêm một bát canh trứng, chi phí cho bữa sáng sẽ tăng lên 11,5 tệ. Một bữa sáng với mức giá như vậy trong một thành phố nhỏ của năm 2014 sẽ khá là chát với một học sinh cấp 3 bình thường. Vì vậy, Vương Long Long thường chỉ mua một lồng, ăn no nữa thôi. Mã sự thành, ngoài bánh bao hấp ra, còn có món gì nữa? Canh trứng thì sao? Vương Long Long nói, uống một cốc thôi, lấy cho ta tí ớt nhé. Hắn lấy ra 10 tệ và đưa cho Mã Sự Thành. Vì không phải học sinh nội trú, không đăng ký thẻ ăn tại căng tin nên thường thực hiện mọi giao dịch bằng tiền mặt. Được rồi, chờ nhé. Mã sự thành đi về sau. Trương Trì đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn về phía cửa lớp học. Hắn để ý đến động tỉnh chỗ đang khải tuyền và quách khôn nam, biết được bọn họ định đến sân vận động. Trương Trì đăng ký tham gia ba nội dung thi gồm 100m nam, 800m nam và nhảy xa. Vì hội thao trường này chỉ cho phép các cá nhân đăng ký tối đa 3 nội dung thi đấu, nếu không Trương Trì thậm chí còn dự định đăng ký 7, 8 nội dung thi. Sở dĩ hắn tích cực như vậy là vì hội thao sẽ có tiền thưởng, theo lời đồn, phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Nếu hắn có thể giành được giải thưởng, hắn thậm chí có thể trả sạch nợ, số tiền còn lại sẽ đủ để mua một chiếc điện thoại di động. Trương Trì sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy, hắn trân trọng vô cùng, với suy nghĩ này, gần đây hắn tập luyện như điên. Hắn khá có năng khiếu về thể thao và ban đầu dự định đi theo con đường học sinh chuyên thể thao sau năm lớp 11. Trương Trì đi về phía cửa lớp, tình cờ nhìn thấy Đan Kiêu. Đan Kiêu mặc đồng phục, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Trương Trì có ấn tượng tốt về hắn. Đi sân vận động tập luyện với ta. Tập luyện một mình thì nhàm chán, nếu có ai đó ở cạnh nhìn ngắm có lẽ sẽ có động lực hơn. Trương Trì không có nhiều bạn bè. Lúc còn đang thân với Nghiêm Thiên Bằng thì làm ăn thất bại, từ đó không công nói chuyện nữa. Ngươi có tham gia đại hội thể thao à? đang kêu hỏi. Đúng vậy, để ta cho ngươi xem trình độ của ta." Trương Trì tràn đầy tự tin, hắn thường xuyên luyện tập, là ủy viên thể thao của lớp 8, thể chất tốt hơn người bình thường rất nhiều. Đang kêu đồng ý, hắn cũng định rèn luyện sức khỏe. Xét cho cùng, với cái nghề của hắn, cần có một đôi chân nhanh nhẹn mới có thể làm việc hiệu quả. Hơn nữa còn có thể đồng thời quan sát chuyển động của Trương Trì, điều này chỉ có lợi. Ở hành lang nghiêm thiên bằng gọi sử tiền tiến tiền tiến ngươi có định đến căng tin không sử tiền tiền dừng chân quay lại một cách khó chịu hắn định đi xuống căng tin mua đồ ăn nhưng hắn nhớ tới lần trước hắn nói muốn đi căng tin thế mà nghiêm thiên bằng lại bảo hắn mang đồ ăn tới trong căng tin có nhiều người như vậy mang đồ ăn đến cũng phiền phức mỗi ngày mang đồ ăn một hai lần là được rồi cái quan trọng là nghiêm thiên băng không bỏ ra một xu nào sử tiền tiến thường mang thức ăn đến cho thẩm tân lập. Mặc dù anh ta thường xuyên ức hiếp lương sinh và có phần kiêu ngạo, nhưng không hề keo kiệt, lúc tiền tiến mang cơm lên, thường được mua cho một quả trứng. Còn nghiêm thiên bằng, đừng nói là trứng, ngay cả một xu cũng không bỏ. Vì thế sử tiền tiến suy nghĩ hai giây rồi đáp, ta không đi căng tin, về ký túc xá có việc. Dù sao hắn ăn xong liền trở về, nếu không nói, thì nghiêm thiên bằng cũng đâu có biết. Yến Thiên Bằng nghe xong, lập tức nói: "Thật trùng hợp, ngươi mau mang cục sạc dự phòng ở đầu cạnh giường cho ta đi, điện thoại của ta hết tin rồi." Sử Tiền Tiếng trong lòng tức giận mắng: "Loại chết tiệt, hắn chịu rồi đấy, nhưng dù sao hắn và Yến Thiên Bằng đều học cùng lớp, cùng ký túc xá, nếu không mang cơm thì sẽ xin chuyện, gặp nhau thấy chướng mắt." Biết rồi. Sử Tiền Tiếng bước đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Bây giờ nghĩ lại, thẩm tân lập tốt hơn tên kia vô số lần. Đáng tiếc là kể từ sự việc đó, thẩm tân lập trầm hơn rất nhiều, không thích nói chuyện nữa, thường nhìn hay nghệch ra, chầm chầm vào bản đen. Sử tiền tiến nhận ra rằng thẩm tân lập trông rất giống bà Tường Lâm trong sách giáo khoa, một phiên bản trầm lặng của bà ấy. Trương Trì đi ngang qua hành lang, tình cờ nhìn thấy nghiêm thiên bằng. Hai người nhìn đi chỗ khác, không hỏi han lấy một câu. Trên đường đến sân vận động, Quách Không Nam và Đan Khải Tuyền đi ngang qua một hàng cây lớn, hắn nhìn quanh và nói, Khải Tuyền, ngươi có để ý gần đây sân vận động có nhiều người hơn không, ta đã nhận ra từ lâu, nghe nói tiền thưởng đại hội thể thao tăng lên rồi. Vì lấy lòng Bạch Vũ Hạ, Đan Khải Tuyền thường xuyên ẩn mình trên tai ba, trong nhóm lớn, nhóm nhỏ của trường, chỉ để thu thập những tin tức mới nhất rồi chia sẻ với Bạch Vũ Hạ. Mặc dù bây giờ hắn ít làm những việc đó hơn nhưng vẫn còn giữ nhân kênh này. Quách Khôn Nam chợt nhận ra, ta bảo rồi mà, ta nhớ ở trường cấp 2, không có ai đăng ký thi thể thao cả, đến mức ủy viên thể thao phải xin mọi người đăng ký. Trong hai ngày gần đây, nhiều đứa đi đăng ký tham gia hội theo với Hoàng Trung Phi, trông khá nhiệt tình, không biết được thưởng bao nhiêu nhỉ. Quách Khôn Nam đầy mong đợi. Chắc chắn phải có rất nhiều. Trước đây, khi trường tổ chức lễ kỷ niệm, có một cựu học sinh trường mình rất nổi đã quyên góp hàng triệu tệ hắn chỉ vào đường nhựa và bãi cỏ, nghe nói sân vận động được xây bằng tiền của một ông lớn quyên góp. Quách Công Nam thở dài, giàu thật đấy, nghe nói một đường nhựa giá mấy trăm tệ một mét vuông, đang khải tuyền cho biết, trường chúng ta có một tòa nhà giảng dạy do cựu học sinh tặng. Vào ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường, chắc chắn sẽ có nhiều người quyên góp hơn, giải thưởng đại hội thể thao chắc chắn còn lớn hơn. Hắn nói, Quách Khôn Nam, ta phải cố gắng hơn nữa, gọi Mã Ca và Long Long ra đây chạy bộ. Đang Khải Tuyền nói, chạy tiếp sức hơi khó, Mã Ca còn đỡ, chạy rất nhanh, nhưng Long Long sẽ kéo chân đó. Nếu là Khương Ninh, bên ta chắc chắn sẽ thắng trong cuộc chạy tiếp sức. Nói đến đây, Quách Khôn Nam nói, nhân tiện, ngươi có biết Khương Ninh tham gia nội dung thi nào không? Thể chất của Khương Ninh hiển nhiên tốt, nếu hắn tham gia chắc chắn không thua kém gì học sinh chuyên thể thao của lớp 11. 12. Bọn quách không nam thường ngồi ở hàng sau, không biết nhiều về tình hình ở hàng trước. May mắn thay, họ có khải tuyền. Hắn nói, vẫn chưa, hắn chắc chắn không quan tâm đến tiền thưởng. Lần trước đang khải tuyền nghe Trần Tư Vũ nói rằng Khương Ninh đã giành được một ngàn ở bên ngoài bằng cách ném lọ cát. Khi đó Bạch Vũ Hạ còn ở đó, đang khải tuyền tiếc mình về nhà quá sớm, tiếc cái cơ hội đó quá, đang khải tuyền nhìn quanh và không thấy người quen, nói, Nam ca nếu ta đoạt giải dùng số tiền thưởng mua quà cho bạch vũ hạ để tỏ tình ngươi nghĩ thế nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha